chào các bạn. Hôm nay hai mẹ con Xí Mội sẽ tắm ở dưới cái hồ này nha. Tắm thao nha các bạn. Khoan, Mội từ từ để mẹ xuống trước đã. Mẹ xuống trước, mẹ đỡ Mội xuống được. Còn hơi nước, nó hơi bị lạnh. Lần đầu tiên đi xuống tắm thao. Lần đầu tiên Mội được tắm. Đang bị áo phao mà phao bơi đang làm các bạn. Áo phao phao bơi nữa. Rồi. Phao bơi luôn hả? Ngồi lên thiền chứ bơi hả? Bỏ cái phao ra đi, bỏ cái phao ra đi. Không phải bỏ cái phao ra. Bỏ phao ngoài đi. Đó, đúng rồi. Rồi. Rồi, chiến đấu. Gắt khơi, gắt khơi. Chuẩn bị gắt khơi nha. Trời ơi. Kẹp theo cái phao, có rớt xuống bờ thì có cái phao. Ủa, có phao mà. Rồi, tiếp theo. Từ từ, để phao từ từ. Mẹ sẽ mội cầm theo cái phao bơi, cái dáng phao bơi nè. Đi vô cái thuyền á. Rồi, mội đi bơi là móng thì cầm. Rồi, cái phao của mẹ đâu rồi mội. Đó, dáng phao đó thấy không? Phải không? Phải không? Lạnh quá. Lạnh quá, từ từ xuống mà. Ôm nổi mà. Nắm chung cái hai con. Nắm chung cái hai con nè. Nổi mà. Ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá, nặng quá. Bơi nha, mình xin mời ăn bơi nha các bạn. Ăn hồng đảo, ốc đảo. Đảo giữa mương giữa hồ nha. Rồi. Rồi đi. Đi qua cái nước bên kia luôn phải không? Quá dữ. À đi thuyền thúng đi bắt cá đi. Bơi đây mọi ơi, bơi đây. Lại bến cây dừa nè mọi ơi, bơi lại bến cây dừa nè. Sao? Mọi chuẩn bị bơi nha các bạn. Wow. Wow, mọi bơi luôn nha. Cái thao đâu rồi? Cái thao đâu mất rồi? Cái thao đâu? Bơi đi mọi, bơi lại cậu An nè. Đạp 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 cái chân mà cậu An nè. Được không? Lần đầu tiên xin mời làm bơi cho các bạn. Để lên đây mọi. Bơi lại đây, bơi lại đây. Rồi giờ cứ đạp chân lại đây. Mọi bơi vòng vòng rồi đứng trên chảo à. Đá đá giò, đá đá đạp đạp giò. Mùi ốc đảo hả? Đạp đạp đi, đạp đạp đi. Lại đây, mọi lại đây, lại đây. Qua lại đây. Đạp bơm đi vậy. Rồi, đeo tiếng ở đây nha các bạn. Mọi đeo tiếng ở đây. Qua nè. Lên thao không? Lên thì lên thao lại. Lên thì lên lại. Chào lên. Chào lên được, lên được không? Giữ. Tát nước ra, tát nước ra. Tát nước ra. Chìm thao rồi gần. Chìm thao. Chìm thao luôn mà. Thôi bọn bưởi, qua chỗ cây dừa á. Lên cho dễ vậy. Mua lại bánh cây dừa đi. Về bến nha, mọi về bến đi mọi. Tao mọi lấy cái phao ra coi cái áo phao nó nổi không mọi. Đứng ngay bến đó. Mẹ lên hỗ trợ cho. Dưới bến
tới bến chưa? Mùi đã về tới bến rồi nha các bạn. Rồi. Hai mã, anh hai mã đang coi mồi nha. Lên luôn không? Đâu mũi số thử cái áo phao coi nó nổi không mũi. Khỏi cái phao, khỏi cái phao, khỏi phao. Bỏ phao ra đi, có mày Linh đứng đó mà. Có mày Linh đứng đó, hỗ trợ chứ. Rồi thử nghiệm coi, thử coi. Đâu, mồi bơi rồi. Bơi được không? Đâu để mùi đạp đạp nắm cái hai tay mùi á, cho mùi đạp đạp cái chân đi tập bơi. Con đạp đi. Đó, đúng rồi. À vậy đó. Đúng rồi vậy á. Đó. Đó cái dừa nè. Đạp đạp đi. Giữ trời, giữ. Bơi giữ là ta. Trời bơi nhanh hơn cậu ba nữa. Bơi lẹ dữ vậy á. Dạ mẹ thấy mùi nha. À cho mùi cầm. Mùi ấm đó, mùi mùi bơi. Rồi bơi là cậu ba nè mùi. Rồi. Đó là dán bơi á, dán xong rồi. Đạp được cậu ba được không? Đạp lại. Đạp lại. Trời ơi. Đạp lại. Được không? Đạp đi, đạp đùng 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 đùng. Đạp đùng đùng như nè. Quá dữ quá. Ok chưa? Bây giờ đất đi. Bây giờ bán đi. Rồi lên bán luôn. Rồi ra khơi tiếp tục. Đóng rồi hả? Hai tay ôm vậy nè. À rồi bơi đi. Rồi. Đạp mấy ơi, đạp đùng 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 đi. Ừ vậy đó. Vậy á. Đạp nữa. Đạp chân, đạp chân. Đạp chân. À, giữ chưa? Lá đi qua bến lá về nước đi. À lượm tới cao lên đây, lượm tới cao trời lên đây mọi người. Bơi múc bên kia các bạn ơi, mỗi bơi qua đây mọi người. Mọi có tay bấm vào Thanh Dương rồi, mọi bơi qua đây lượm đi mọi. Đạp đi, đạp, đạp chân đi. Đạp chân, đạp chân. Ôi, chăn nước lùm luôn. Chăn nước lùm 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 lùm. Mỗi lúc nó cắt cao thì làm gì hết nhà. Lùm để cào mới mất cào. Cái phao nó trôi trong đó hả? Cái phao nó trôi trong đó luôn hả? À, chọn bóng ra nữa hả? Giờ là bóng bóng bỏ vô cái thà đỏ đó. Ôi, mày thà ấm vô nha. Đạp đạp đi, đạp đạp đi. Bấm. Đá nước mọi ơi. Bỏ vô đi, bỏ vô hao đi.
Lộn chợ vô ao luôn. Mọi nãy giờ chưa thấy mày lượm được cái nào nha. Lượm được cái cao. Mọi lượm được cái cao. Mày kêu thiệt làm sao? Không vô. Mỗi đây mày. Mỗi đây mày giữ thao cho mẹ, mẹ tính mồi đi đập bao cũng thả vô. Qua, vô chưa? Qua. Không hoạch quá trời móng luôn. Lẻ mỗi bới lẻ lên. Không bóng màu hồng kìa, nó chạy mút bên kia luôn rồi kìa. Hello, chào mọi. Hai đứa bạn nó nổi hả? Nổi hơn cái đó hả? Ừ. Hai đứa bạn nó nổi hơn cái kia nè. Con cái này. Okay. Bay ngựa, bay ngựa đây. Ừ, bay ngựa luôn đi. Đạp mạnh lên. Không chặn được phao con. Ngập. Sao văng nước ngậm miệng lại. Giữ. Mày lúc nào bơi á ngậm, lúc nào nói thì đứng lại nha mọi. Giữ. Đạp nhiều vô. Hai cái chân đạp nhiều vô. Rồi cái thao mũi nó tao vô trong kia luôn rồi. Tao vô trong tàn luôn rồi. Bị xì hình chứ cái thao từ từ nó xẹp. Tập đi. Cái bà mũi nó xẹp rồi nè. Rồi mũi cho cậu hai, cho cậu ba thở thao lại. Hai lên thôi, mũi lên thôi. Thời gian nước dữ quá. Rồi. Cái bà nó đầu vô trong kia hết trơn luôn rồi kìa. Văn nước quá trời luôn rồi. À mọi lên luôn mọi ơi. Nó sôi. Để mẹ đi lượm thao nha. Cô ba rồi chị giá. À mọi lên mọi tắm cho bà ngoại tắm ngồi được không? Không. Không. Lên đi con. Lên đi, lên đi. Thôi. Lên đi, lên nãy giờ mình lâu rồi đó. Lên đi, được rồi. Lạnh không? Bây giờ lạnh á. Mẹ sẽ mọi đang làm banh nha các bạn. Mọi đang chờ mẹ vô. Ai cái thằng ở đâu móc con đó luôn, làm tới không được không? Dính đó luôn. Phát hiện cái thang màu hồng rồi. Bơi ra màu hồng mày được không? Cái thang màu hồng rồi. Ừ, đạp nhiều vô cái chừng đạp. Không khỏi thao cho nó, dẹp ép rồi. Để, được mà, không được mà. Tiến lên. Ngửi. Cái này đi. Nó màu nó ở đây luôn. Nào. Mày ngựa hả? Mày ngựa hả? Giữ. Mày ngựa. Giữ nổi lên hai chân luôn là giữ không? Cái áo phao mặc vô hình như nó nổi theo cái bề vậy đó, chứ không phải nổi theo bề sắt, nổi theo bề ngửa. Cái áo phao á. Nó phải nổi chì nữa, nó khỏi cọp chứ. Ừ. Đã ghê ta. Nghe mặc áo phao nó khó bơi. Ừ, nó khó bơi. Tại vì nó bơi ngửa, mà áo phao là bơi ngửa không à. Chứ không phải bơi thường, mà áo phao là phải bơi ngửa. Mỗi bơi ngửa ấy mỗi. Hai tay vơ vơ, đánh đánh. Mọi người muốn bơi mà, thấy mọi. Để cho mọi vô phao, phao xẹp rồi. Giờ mình vô phao đi, mình đi vòng, đi vòng nữa rồi đó. Xẹp thôi hả? Ừ. Phao xẹp lên. Lên rồi. Nè, giơ tay lên đi, cầm ra đi, chứ vậy không? Rồi. Nhau. Lạnh không? Cái đó nó trôi hoài ha. Cái phao này. Chụp vô để phao lụm. Bỏ mấy con bóng ra hết đi. Mồi vô thao không? Mồi bơi. Mồi vô thao không? Không muốn bơi mà. Mồi bơi để thổi cái phao lên đã. Đây thổi cho. Mồi bơi. Đây thổi. Đó. Đây. Vô hai tay lên.
sau tiếp nha. Ờ, đạt vậy á, bạn Nam. Ừ, đúng rồi đó, đạt tay qua tay vậy đó. Bây giờ của con anh mẹ vô thao, mà không vô mẹ vô, mẹ vô liền. Mẹ xí mộ vô thiệt hả? Mẹ xí mộ vô thống luôn. Hả? Được không? Bỏ mấy cái bông bóng ra. Bỏ mấy cái bông bóng ra mới vô được. Hello, xin chào mọi người. Mày lật thống. Thống mày lật. Thà nó không vô được đâu, nó nhào áo quá. Không có cái độ lúng đúng không á. Ừ. Thử lần nữa thôi. Ra đây nè, ờ, để đấy cho gần gần đó. Nó ngay mép cái cầu thang á. Ừ, đúng rồi. Lên thế. Kiếm cái gì dịnh á, kiếm cái gì dịnh á, rồi rồi, ờ, ngay đó. À, đu vô cây rồi nè. Ờ, hay lại gốc dừa nè. Đu vô cây đi, thử coi được không. Mới vô, tôi vô trong hầm luôn á. Ảo không? Ảo không? Ảo không? Ảo được. Cái thúng người ta bự lắm. Mày nhỏ. Rồi, chìm luôn. Không được. Cái thúng này mà chìm xuống. Chìm thúng, mày chìm thúng. Hồi nãy giờ tập bay. Hồi nãy giờ tập bay tới đâu rồi mọi? Tập bay tới chỗ hầm rồi. À. Mình ra là cái nào nó bị chinh. Nó nhào á. Sao bỏ cái bao kia vô nè. Cái kia nó bự. Mà nó bự nữa, cái này nó hơi nhỏ. Nó có độ lúng đúng không? Nó bị không có thẳng bằng được. Mùi ơi. Lên sao hết chứ. Chìm thúng rồi. Làm hết sức luôn anh. Trời ơi, nó dính bùng luôn rồi con. Nó chè xuống tá bùng luôn, dính bùng lắm. Cái này nó nhỏ quá. Làm hết sức để tao bự kéo chung vô cho. Ngồi cho không được thôi, ngồi cho anh được thấy mọi. Ngồi bay đi, bay nữa đi. Để cho một bộ bay con. Mẹ lên rồi mọi, mẹ sẽ mọi rồi. Hiền. Phát hiện hả mọi? Để mọi phát hiện đâu à? Phát hiện. Rồi được chưa? Lên được chưa? Dạ mọi. Dạ. Thôi bỏ theo thì không giống thầy. Mọi mình đặt bơi được. Có hai người đang rất là phấn khích khi thấy bơi kìa. Thôi gì nhăn bớt rồi Lâm. Để mọi để nhầm nữa ta. Thôi tự nhiên mấy cái kia nó nhặn vô đó hết trơn nha. Ờ, nó tao vô bà luôn mà. Nó tao vô bà con mà chứ nó không tao tao cho ra chuẩn luôn. Ê. Ê. Ba đi mọi ừ đạp mình nhặn nhặn lên. Lên đi ngoài tắm cho. Tao xì nữa rồi. Lên đi lên.